Con vịt nhà hai bà chú tập suối này nhở, thế nhở?
Làm rơi xuống chắc là có ai trồng gần bờ suối nên nó bị rơi xuống thôi rồi á. Thôi làm khác tí nữa mình để cho là mình đi để mang một tí mình về lấy ăn nhỉ. Đó ở đây thì nên mình đi phải mang xong mình mới về lấy nhỉ. Vâng, nặng quá nên giờ mình lấy đi không phải mang được ấy. Vâng. Để trên kia nó không mình về lấy. Vâng. Thank you.
rồi không ăn nữa.